rất là trắng quý vị nha, đây nó ra da rất là trắng quý vị thấy không, nó rất là trắng, rất là mịn màng luôn quý vị. Ví dụ nhiều khi chị em nào đánh kem mà nó không ăn hãy sử dụng dùm cho bên em, thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho quý vị như vậy nha. Dạ 490.000 một chai thôi nha mấy vị nha, cả nhà mình nên tin tưởng và cả nhà mình sử dụng thử giúp em nha. Cả nhà mình mua về sử dụng thử giùm em trước đi rồi hãy cũng hẳn mua một bộ cũng được luôn nha mấy chị nha. Một chai như thế này là mấy chị sử dụng được 2 tháng đó mấy chị. Mình chỉ cần xức lên để tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi là bật tông trắng rõ rệt luôn cho mấy chị luôn. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Bên đây là một bộ là gồm 4 món nha mấy chị nha. Có giấy công nhận và có giấy chứng nhận của cái sản phẩm này là sản phẩm cao cấp rồi, cho nên cả nhà mình kho an tâm nha. Sử dụng là không hề bị sợ đâu mấy chị ơi. Dạ khi mà mình xức vô là để tầm khoảng 15 đến 20 phút giùm em, 490.000 một chai thôi mấy chị ơi. Dạ xài rất là trắng luôn. Đây hai tay nãy em tắm cho mấy chị đây. Đây rất là trắng mà không hề bị khô da mấy chị ơi, nó sử dụng rất là thích luôn nha, nó thấm vào làn da nha. Dạ bây giờ sẽ tắm mặt cho gì coi với gì nhau. Rồi bây giờ sẽ sức mặt cho gì coi nha, sức dạ, mặt cho gì coi luôn. Tắm mặt được luôn mấy chị ơi, rất là trắng luôn, không hề ảnh hưởng gì đến làn da của mình hết. Đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nha. Một chai xài được rất là lâu quý vị nha, một chai là bên em xài được rất là lâu quý vị, hiệu quả 2 tháng cho quý vị luôn. Dạ, đặc biệt những chị nào mà da nào giờ bị chai lì rồi mấy chị, cả nhà mình nên sử dụng cái sản phẩm này giúp em nha, siêu trắng cho mấy chị luôn. 490.000 mà mình sử dụng tới 2 tháng được đó mấy chị ơi. Dạ, cái okay, da mặt em, cái da mặt em bởi vì nó rất là trắng rồi quý vị, bây giờ mình sức lên thì nó sẽ bật tông, mà bật tông ít thôi, còn ví dụ những ai mà đen đen đó mà chúng ta sức lên cái gì nó rất là hiệu quả, rất là an toàn cái gì nha. Cảm ơn chị Quyền Nguyễn, cảm ơn chị. Một bộ gồm những gì Quỳnh ơi? Dạ một bộ là mình gồm có một chai tắm trắng một bước này chị nha, và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, nói chung là thay thế cho sữa tắm của mấy chị á, nó mà nó có công dụng là làm trắng cho mấy chị luôn. Và gồm hai chai kem body, một chai kem body ban đêm và một chai kem body ban ngày nha. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà mình mua một bộ với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Hoặc là những chị nào muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha. Rồi nhanh ta lại chân để số điện thoại nha chị nha. Mình sức lên làn da chúng ta và da chúng ta sáng lên, bật tông lên gì nha. 1.470.000 là nguyên bộ gì nha. Một bộ nó là tắm trắng hàng ngày nè, cũng như là sữa tắm trắng hàng ngày nè, tắm trắng một lần nè, body ban đêm, body ban ngày, và rất là an toàn cho da, mịn màng cho da và sáng da. Nhanh tay lẹ chân những gì nha. Đây là sản phẩm Hàn Quốc, đây là sản phẩm cao cấp nha mấy chị ơi, cho nên là sử dụng an toàn, rất là an tâm luôn nha mấy chị ơi. Cứ để là số điện thoại giùm bên em đây gì thấy không? Trời đất ơi, cái sản phẩm này là sản phẩm siêu trắng luôn á mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, nhưng mà da mình nó không có bị khô với nha. Mà cái kem đặc biệt là kem body bây giờ xài sử dụng sướng luôn, là nó thẩm thấu vào da mình nè, vừa là chống nắng cho mấy chị luôn. Mà đặc biệt cái là nó khập nước là nó không hề bị trôi nha mấy chị nha. Kìa, cái mặt nó trắng bóc kìa. Vô đây, xài vô. Quý vị thấy không? Ôi, bao trắng luôn. Tức là bao trắng cho vị nha, bao trắng luôn, rất là trắng luôn. Cái này của nước nào vậy? Cái này của Hàn Quốc nha em nha, của Hàn Quốc. Đảm bảo gì một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho vị, rất là hiệu quả, cực kỳ an toàn cho mọi người nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, cứ để số thoại. Nhanh tay lẹ chân. Đây là chiết xuất từ than tre cũng như là than hoạt tính cho vị nha. 490.000 một chai nha cả nhà, bao trắng cho mấy chị luôn. Đặc biệt là cái kem body bên đây cũng đồng giá là 490.000, nhưng mà cả nhà mình đặc biệt là xài là mình đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Dạ tại vì đây là sản phẩm body là không hề bị bết rít, mà sức cơ nó rất là thẩm thấu cho làn da của mình là khô nữa nha mấy chị nha. Bây giờ những chị nào muốn tư vấn đi, để lại số điện thoại giùm em chút xíu sẽ điện thoại tư vấn cho mấy chị nè. Là phụ nữ là phải nên cần trắng trẻo thì mặc đồ nó mới đẹp nha mấy chị ơi. Tại gần Tết rồi cho nên là dưỡng trắng đi, 2 tháng nữa thôi là mấy chị trắng bóc cực kỳ luôn. Là cực kỳ trắng luôn, xài là cực kỳ trắng, cực kỳ hiệu quả cho gì luôn. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì cứ comment hoặc là để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho chị nha. Dạ siêu trắng nguyên mấy chị ơi. Đây là kem body đây. Cả nhà mình xức vô là thẩm thấu vô làn da của mình, chứ mặt không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng cực kỳ sướng luôn. Tại vì nó thẩm thấu vô làn da, mà khi mà kem bé bú nó không có hề bị bết rít nha mấy chị ơi. Nó cũng không có gặp nước, nó không bị trôi nha. Đặc biệt là kem dưỡng ban ngày là nó có chất chống nắng cho mấy chị luôn. Dạ trắng lắm mấy chị ơi, mà không hề bị trắng khô da đâu, mà nó mịn màng làn da của mình. Nam nữ là đều sử dụng được hết, đặc biệt cho những anh nào anh thanh niên á, muốn cái da mặt của mình trắng á mấy anh, mà không khỏi sử dụng kem cũng được luôn nha. Tắm lên để khoảng 15 đến 20 phút thôi là trắng cực kỳ luôn, mặt trắng luôn. Sạch sẽ, nhìn sạch sẽ nha, không hề bết rít như vậy nha, không hề bết rít luôn. Cảm ơn vị đó nhiều, xài là cực kỳ ok. Anh chị em là mua cứ để số thoại giùm cho bên em những gì nha. Đó, chúng ta sức lên những gì nha, và chúng ta ủ lên làn da chúng ta cực kỳ mịn và cực kỳ sáng luôn. Anh chị em là mua thì comment số thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ mấy chị mà tắm mặt xong rồi mà mấy chị sử dụng kem lên
là nó thẩm thấu với làn da của mình này nha, rất là sướng luôn mấy chị ơi. Bao trắng luôn, kem body mấy chị, nó thẩm thấu với làn da mà da của mình nó không hề bị khô nha mấy chị nha. Tắm xong là không hề bị khô, đặc biệt là xài body xài phay được luôn nha mấy chị nha. Xài phay được luôn nha quý vị nha, nói chung là rất là ok. Chị em nào mua thì comment liên tục giùm cho bên em nha quý vị nha. Thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho quý vị rất là nhiệt tình nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Mà bị chai da đó mấy chị, là mình sử dụng cái sản phẩm này là trắng cực kỳ luôn. Bị chai là bị gì? Bị chai. Dạ. Đâu gì đấy không? Khi mình xích linh về thì cái mặt chúng ta quý vị nó ăn phấn, rất là ăn phấn khủng khiếp nha quý vị nha. Trắng lắm, sướng lắm. Mình đánh vô nó ăn đã lắm. Mấy chị mua sử dụng thử giùm em nha. Một chai là mình tắm được 2 tháng đó mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, 490 ngàn một chai nha. Khi mà mình đánh lên là phấn nó ăn vô mặt rất là nhanh. Bởi sao tế bào chết đi ra rồi, cũng như là cái da mặt chúng ta nó mịn màng quý vị. Dạ, mịn màng nó trắng lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ em sẽ kết thúc live stream tại đây. Thì bây giờ ai mua sản phẩm thì liên hệ giùm cho em. 490 ngàn một chai như thế này. Và ta nói body ban đêm như body ban ngày cũng 490 ngàn luôn. Bye bye mọi người, xin chào và hẹp lại. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào, tạm biệt mọi người.